Tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu trên con 8US với số vốn ban đầu mình là 18 viên anh em nhé. Ở cái video này thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái câu chuyện của chính bản thân mình ngày xưa. Thì video này xin phép với anh em là mình vừa chơi và vừa chia sẻ với anh em những cái gì mà mình đã trải qua và vừa chốt lãi anh em nhé. Lãi được bao nhiêu thì lãi, và cũng câu chuyện chia sẻ được để anh em chúng ta có thể nắm được và chúng ta đồng cảm được bao nhiêu thì chúng ta đồng cảm anh em nhé. Khởi động tay đầu tiên thì vào năm cũ luôn. Với xu hướng cầu này thì mình cũng đã bắt rất là nhiều rồi. Mình thì ngày xưa cũng là trang trải trải qua rất là nhiều các công việc khác nhau. Từ cái thời năm đầu tiên mình còn làm nhân viên cho thuê xe đạp điện này, cho thuê xe đạp này, cái thời mà cũng rất là lâu rồi. Cái lúc đấy là các bạn chưa có kinh tế, nhờ khu vực trường đại học chưa có kinh tế để các bạn có xe đạp điện để đi. Thì cái thời đấy là mình làm phục vụ cho thuê xe đưa đón tận nơi, tức là khi mà các bạn cần thuê ấy, thì các bạn sẽ đến tận nơi để mình sẽ đến tận nơi đón các bạn đến để chúng ta chuẩn bị giấy tờ để thuê xe. Đấy, đó là công việc đầu tiên mình khi bắt đầu ra cuộc ra đời mình làm. Đó, tiếp theo sau đó thì mình đi bưng bê cỗ cho các nhà hàng đấy. Thì trong cái khoảng thời gian đấy thì mình chưa có chơi bời gì cả. Đấy, lúc đấy cũng chưa có chơi bời gì. Xong sau một khoảng thời gian nữa thì bắt đầu mình chạy xe ôm ở khu vực trường học của mình luôn đấy. Anh em hiểu không? Chạy xe ôm ở khu vực trường học của mình luôn. Thì lúc đấy thì mình chạy xe ôm thì nó rất là rẻ thôi. Mỗi cuốc chỉ có tầm 10-15 nghìn thôi. 15 nghìn thôi. Thì bắt đầu có những ngày mà mình nó chẳng có khách, nó hơi chán, mưa giá rét, xong bắt đầu trời âm u đấy. Thì bắt đầu đấy ở cùng một bạn nữa. Bạn có chơi cái bộ môn gọi là số học, anh em không? Chơi bộ môn số học thì mình mới alo cho bạn. Bạn ơi, mày ơi, thì bây giờ tao mà chơi 5 điểm, 10 điểm thì người ta có ghi cho không? Đấy, thì mình có chia sẻ như vậy. Thì nó cũng bảo là có, được, mày thích ghi là gì tao ghi cho. Đấy, thì nó cũng ghi hộ mình. Nó cũng được, nó cũng ghi hộ đánh hộ mình. Thì buổi đầu thì cũng rất là may. Đánh hai con, một con 5 điểm thì ăn được một con. Đấy, tiếp theo, đấy, buổi nữa thì cũng đi làm một đoạn thì các bạn phải hiểu là mình đi chạy xe ôm ra ngoài đường gặp rất nhiều biển số khác nhau thì đánh bừa mà nhìn rồi hôm nay nhìn thấy bị nhiều biển này thì đánh số này đúng không, thì đánh hai con nhưng mà đánh một con to hơn một con nhỏ hơn. Đấy, một con 10, một con 5 thì trúng con 10, nó rất là thích đúng không, mặc dù mình đánh bừa bãi thôi. Đấy, anh em hiểu không, mặc dù đánh bừa bãi thôi nhưng mà lại ăn đấy. Xong sau đó mình bắt đầu nghỉ luôn, không chạy xe nữa, ở nhà vác sổ sách ra nghiên cứu cầu kèo, gọi là cầu lô cầu ấy. Thì bắt đầu là cứ thế ở nhà đánh thôi. Thằng bạn nó thì nó cũng có tiền không, nó đánh nợ cho, nó ứng tiền của nó ra cho đấy, xong cũng ăn được. Xong bắt đầu là cứ cảm thấy dễ thôi, cảm thấy dễ chơi, bắt đầu lao vào bắt đầu đánh to lên đấy. Xong bắt đầu thua anh em ạ. To bắt đầu thua. Thua đầu tiên là thua 5 củ, 10 củ. Đấy, xong bắt đầu đi vay nợ các thứ vào nó. Lúc thua lên 10 củ rồi anh em hiểu không? Thua 10 củ đã nghĩ mà. Bây giờ làm nào mà gỡ được tiền để đập cái chỗ 10 củ đấy. Lại đi vay thêm, cứ oánh tất tay thôi anh em ạ, oánh tất tay thôi. Xong đến lúc nợ 20 củ. Xong nhiều lúc ngồi nghĩ buồn mà. Ước gì bây giờ quay trở lại lúc nợ 10 củ. Bởi vì nợ 10 củ cảm giác nó rất là khó khăn anh em hiểu không? Cảm giác nó rất là bực dọc. Đấy. Nó rất là khó khăn bực dọc. Nên là bắt đầu mình mới tĩnh tâm lại, mình mà thôi. Bây giờ thì thực ra là cũng hết cửa xoay, nên là chia sẻ rất với anh em là hết cửa xoay và bây giờ thôi. Đi chạy xe mỗi tháng bỏ ra khoảng độ 2 3 triệu. Đấy. Thì làm gì có nhiều khách đâu, mỗi tháng bỏ ra 3 triệu còn ăn uống mà. 3 triệu đi thì mình còn làm khoảng vài tháng hoặc là gần 1 năm thì mình có giải giải hết được cái số nợ đấy. Đấy.
Ví dụ mà nợ 20 mà mỗi tháng bỏ ra 2 triệu thì phải làm mất 10 tháng, em hiểu không? Đấy, phải mất 10 tháng thì cuối cùng là bắt đầu đi làm được khoảng độ một tháng. Một tháng bắt đầu tìm hiểu tới cái chỗ nó cho vay, anh em hiểu không? Nó cho vay của bọn bọn FE, các lúc thời đấy là có FE thôi. Thì bắt đầu lấy với vay FE, anh em hiểu không? Đấy, vay lại có vốn rồi. Bố mày chiến tiếp, anh em hiểu không? Đấy. Thì bắt đầu là vay được, lúc đấy là lần đầu tiên vay được 15 15 viên, 15 củ anh em nhé. Đấy, vay được 15 củ. Xong bắt đầu là vào chiến, vào nuôi, gọi là nuôi dàn số. Đấy, xong bắt đầu là gỡ lại được anh em nhé. Gỡ lại được cái số đã mất. Đấy, còn giữ ra được một ít cơ. Nhưng bảo thôi, chưa giả vội không? Vừa vay giả gì? Cứ để đấy, gọi là làm vốn cho nó nhiều. Xong cuối cùng là hết một tuần nó gãy cầu, ra hết cả vốn cả lãi. Thế rồi cuối cùng lại nợ thêm ngân hàng 15 củ nữa. Đấy, với số là cũ là 20 là 35 củ. Xong lúc người lại ngồi vừa đi làm vừa suy nghĩ bảo ước gì quay lại cái lúc nợ ước gì quay lại lúc nợ 10 viên thôi. Anh em thấy không? Mình cái cuộc sống nợ nần nó xoay quanh mình lúc cái lúc mình muốn quay trở lại lúc nợ 10 viên. Nhưng đến lúc mình đạt được, mình còn hết nợ cơ, mình lại tham, anh em hiểu không? Đấy là cái lòng tham giết chết chính bản thân mình, anh em hiểu không? Lòng tham giết chết chính bản thân mình. Đấy, nên là anh em bây giờ chúng ta mà có cái cơ hội làm lại thì anh em nên, đấy, nên làm lại anh em nhé. Anh em đừng có cố. Đấy, có cơ hội làm lại chúng ta nên làm lại, đừng có cố. Như mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi, đấy là một phần nhỏ thôi. Và những video sau mình sẽ chia sẻ thêm với anh em. Và để xem cái tay này thì mình sẽ chốt thêm một tay gì đây. Có khả năng là mình sẽ chốt lại anh em nhé. Đây, mình sẽ vào xỉu đi. Mình sẽ vào xỉu tay này anh em nhé. Đấy, vừa chơi vừa chia sẻ với anh em. Đấy, cũng lãi được còn khá đấy. 18 là 5 viên rồi. Tính cả tay này nữa là tay này ăn nữa phải lãi được hơn chục viên đấy. Hơn chục viên anh em ạ. Đấy, anh em cùng chờ đón kết quả tay này để xem có ok không nhé. Ok thì mình sẽ chốt lãi luôn. Đấy, ok thì mình sẽ chốt lãi luôn. Vừa có cậu em gọi nhờ kéo đấy, mình đang quay video sao. Ok anh em ơi, rực rỡ luôn anh em nhé. Như vậy thành công ở ca này rồi, từ 18 lên 31 lại hơn chục của. Anh em xem video của mình, anh em cảm thấy hay, anh em đừng tiếc mình một like, đăng ký kênh, chia sẻ anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.